Xin kính chào quý anh chị em đến với kênh của Em Tới Ô Tô, địa chỉ số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0977500055. Trên thị trường xe đã qua sử dụng thì hôm nay em giới thiệu mọi người con xe Kia 2019 bản S, bản cao cấp nhất. Thì về bản cao cấp này thì nó đã được nâng cấp phần đầu của chiếc xe, thì nó đã có đèn chiếu sương mù. Đây thưa quý vị. Và có giải đèn nét ban ngày, thêm đèn projector và đèn nếp ống bi. Xe thì được vành đúc và nó đã được nâng cấp lên, thì bản S thì nó sẽ vành của nó là 15 inch. Thưa quý vị, xe màu trắng, một chủ từ đầu. Xe rất còn mới, chủ xe do có nhu cầu là lên đời nên để xe lại cho bên em. Phụ kiện xe và bảo hiểm thân vỏ đến tận năm 2022. Thưa quý vị, vâng, chiếc xe rất còn mới. Bản S thưa quý vị nhá. Biển thành phố. Đây Kia Morning. Phần cụm đèn sau của nó với đèn phanh thì dạng đèn nét. Xe bản cao cấp rất là nhiều. Vâng, ghế theo xe, ghế da zin. Và vô lăng được tích hợp bàn phím, công tơ mét và máy xăng số tự động. Thì xe chạy rất là ít thưa quý vị, mới có 4 vạn zin. Màn hình DVD và ổ đĩa DVD, một đĩa điều hòa tự động 2 chiều. Vâng. Thưa quý vị, xe được trang bị nhập nguyên con. Thì xe rất là mới và giữ gìn. Quý vị, xe bên em thì cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý rõ ràng. Vâng, thì quý vị có quan tâm đến dòng xe thì quý vị hãy để lại số điện thoại để em sẽ gọi điện cho quý vị tư vấn. Dòng xe bên em về mới nhập về thì bên em đang bán với giá là 360 triệu, giá vẫn còn thương lượng thưa quý vị. Thì quý vị chỉ cần 130 triệu là quý vị có, bên em hỗ trợ cho quý vị trả góp lên đến 70%. Thì quý vị chỉ cần 140 triệu đồng là quý vị có thể rước được em này về. Vâng, thì chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúc quý vị kiếm thật nhiều tiền. Và nhớ ghé ủng hộ kênh của em. Em là Tới. Số điện thoại của em 0977500055. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại hoặc là để lại số điện thoại, em sẽ gọi điện cho quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin cảm ơn.